Hello anh em, máy sửa chân tường Xiaomi. Bật nguồn. Có thể kết nối app nhé, mình không thèm kết nối app luôn. Hẹn giờ. Nhiệt độ. Ủa, mắc 28 độ à? Tám độ mắc anh em ạ, à. Buồn thực sự. Ok, cảm ơn anh em xem video. À, mình chưa review qua cái tổng thể của nó. Nó là máy sửa chân tường rất là đẹp. Căn phòng mình cũng không được có rộng cho lắm, có hai cửa sổ cho nên là cái giữ nhiệt nó không cao. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là 25 độ C. Mình mua máy này trong mùa đông thôi và mình đang test và kết nối app nó ra làm sao. Nên là mình thực sự mình không cần app, nhiều cái sản phẩm mình không cần app, kể cả cái máy này luôn. Mình không bao giờ mình dùng app, mình dùng tay, manual nó quen rồi. Đơn giản vì thông minh á, bạn phải bật cái điện thoại lên nó mệt lắm. Bạn thò tay ra bạn nhấn cái máy nó còn nhanh hơn là các bạn bật cái điện thoại lên. Đấy là cái cá nhân mình thôi, còn các bạn như thế nào mình không quan tâm. Nhưng mà có một cái mình vẫn muốn có điện thoại, bởi vì khi đi ra ngoài mình quên tắt thì mình có thể tắt, và ra ngoài mình muốn nó bật lên thì mình có thể bật từ xa để mình về nhà nó ấm luôn rồi. Ok, tuy nhiên là đâu. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Mình sẽ kết nối cái wifi kia, nó đang nhấp nháy cơ. Hiện tại bây giờ đang nhiệt độ đang tăng lên. Mình có thể đặt tay lên đây nhưng mà nó hơi hơi bỏng, các bạn không nên đặt tay lên đây ha. 28 độ. Là cái máy sưởi Xiaomi rất là đẹp. Ok, đây là cái mẫu đắt nhất của Xiaomi rồi, vì có hẹn giờ này, có kết nối app. Wow. Vậy thôi. À, cái máy lọc không khí, tại sao mình không bao giờ dùng máy lọc không khí này? Máy lọc không khí này mình nó hỏng đến nơi rồi vì không dùng. Bởi vì các bạn nhìn đây, đây là vườn nhà mình. Wow, nó không khí nó khá là sạch này. Mình ít khi phải dùng, mình dùng chỉ vì trong phòng có bụi, nhưng mình nó không khắc phục được cái điều đấy. Và mình rất là luộm thuộm. Và đây là những cái đơn mình gửi cho khách. À, Redmi Book. Ồ, cái này sẽ gửi cho khách thôi. Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Có gì mình gặp nhau sau. Tại vì có những món đồ bạn chả bao giờ dùng đến, các bạn mua nhưng chả bao giờ dùng đến. Ví dụ con robot chẳng hạn, các bạn nhìn nó đóng bụi cả lên này. Đó, lý do bởi vì ngày nào mẹ mình cũng lùa qua đây quét một phát. Mình để con robot đóng bụi luôn. Rất xin lỗi, phòng mình rất là lộn thuộm. Nhưng mà có lẽ là công việc nó chiếm hết thời gian mình quá nhiều. Kia là cái loa Xiaomi này. Kia là con tiểu mễ này, khoe các bạn chút. Kia là cái đo nhiệt độ này. Cái hồ lô này cũng của Xiaomi luôn nhá. Xiaomi nhá. Còn gì được của Xiaomi nhỉ? Cái hộp để dây điện kia cũng của Xiaomi luôn này. Cái bàn phím này mình mua ở trên Xiaomi nhưng nó là bàn phím của Blasso. Xiaomi dọc phim. Wow. Ok. Chỉ có thể nhiệt kế Xiaomi này. Mình có rất nhiều thứ của Xiaomi. Trong này. Có lẽ là mình không nhớ được nữa rồi. Ok. Ok. Xiaomi bên này mình có này. Cái bơm của Xiaomi này mình chưa dùng. Đây là cái 750 sao, cái này mình cũng chưa dùng, mình quăng đấy, mình để mùa hè mình dùng. Vì cái này là cái máy xay sinh tố di động cầm tay. Nói chung đồ Xiaomi mình khá nhiều, vứt đi cũng nhiều. Yunmai, đây là cái cục mà mình cũng vứt đi luôn này, cái hộp của nó, cái cục nó đây. Cái cục này là có thể chơi game được bằng cách bóp nha, để nảy tương tương kiểu Fall Happy Bird ấy. Nhưng mà mình không kết nối được cái app bởi vì app của nó là của Yunmai. Wow. Nên là mình cũng quăng nó một xó. Ok. À,
Còn một cái nữa, cái này thì mình không dùng để quạt, bởi vì mình dùng nó để đi nướng nướng than nên là mình nó hơi đen này. Cái này ấy thì quạt nó ở dưới đít, cái hốc gió nó ở trên nên là mình cắm mẹ vào để phả cái than lên á. Đây mình sạc đầy xong mình đi đi nướng gà nướng vịt thì mình mang theo. Wow, cái này là cái của Xiaomi, cái này là cái máy sấy tóc của Xiaomi mình dùng khá là nhiều. Cái này là mình thích nhất tại vì sờ vào nó sướng, nói chung là chất lượng thực sự. Có cái thì không chất lượng, có cái chất lượng thực sự. Wow, cảm ơn mọi người xem video. Đây là một tín đồ của Xiaomi. À, kia là một cái quạt của Xiaomi, nó cũng đóng bụi kinh khủng, mình còn chưa vệ sinh nữa, bởi vì vừa mới hết mùa hè mình cũng chưa vệ sinh nó. Ok, cảm ơn mọi người xem video nhé.